Thưa quý khán giả, dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 91 đoạn từ km 7 đến km 50 cộng 889 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2015. Nhưng 7 km đầu tiên, đoạn từ km 0 đến km 7 hơn 10 năm qua chưa được đầu tư, mặt đường nhỏ hẹp, trong khi lưu lượng phương tiện gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông và đời sống của người dân. Chính vì vậy mà trước thông tin thành phố Cần Thơ triển khai dự án nâng cấp và cải tạo đoạn này, người dân trên địa bàn thành phố, kể cả những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, đều hết sức phấn khởi và đồng thuận. Cắm mốc lộ giới để giới hạn khu vực giải phóng mặt bằng và hành lang giao thông là công việc ngoài hiện trường đầu tiên khởi động cho dự án nâng cấp và cải tạo quốc lộ 91 đoạn km 0 đến km 7 qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng 7.238 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư hơn 5.556 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 1.302 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự kiến hoàn thành cho năm 2027. Mốc là cũng 400 mấy chục cái điểm á. Điểm nhưng mà cái điểm bê tông mình là 240. Sau khi cắm mốc rồi thì mình bàn giao lại cho ban quản lý dự án với địa phương, với lại trung tâm phát triển quỹ đất. Họ triển khai cái bước tiếp theo đền bù dân chi tiết. Về quy cách, tuyến đường này rộng 37 mét, trong đó phần đường xe chạy rộng 23 mét, vỉa hè 10 mét và giải phân cách 4 mét. Vận tốc thiết kế từ 60 đến 80 km/h. Về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, dự kiến tổng khối lượng đất thu hồi khoảng 27,2 hectare, có 1.110 hộ và 71 tổ chức bị ảnh hưởng. Số lượng nền tái định cư dự kiến là 300 nền, trong đó quận Ninh Kiều 80 nền, quận Bình Thủy 220 nền. Tuyên truyền đến các cán bộ của các khu vực cũng như là các hội đoàn thể của phường để về tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng. Để dự án được triển khai thuận lợi, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố phối hợp với quận Bình Thủy để triển khai ra dân, lập danh sách những trường hợp khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý để giải quyết kịp thời. Nhà nước có cái chủ trương làm đường này thì tôi là người dân, tôi cũng mong chờ là bấy lâu nay, hôm nay có cái dịp để làm đường đó, tôi cũng rất đồng tình, ủng hộ. Thì để cho làm cái đường là nó đẹp lên là rất là phấn khởi, lý do là từ cái đoạn đường mà km số 0 đến số 7 á là cái tình trạng ngập nghẹp khi mùa mưa thường xuyên xảy ra, rồi cái lưu lượng giao thông nó ngày càng nhiều, do đó là rất là không an toàn. Đã tổ chức triển khai dự án ra dân tại quận Bình Thủy, đã tiến hành triển khai quyết định ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, phối hợp với trung tâm quỹ đất là bàn giao công tác cọc danh mốc để phóng mặt bằng để tiến hành triển khai các thủ tục về thu hồi đất và công tác giải phóng mặt bằng. Bước đầu triển khai, dự án nhận được sự đồng thuận trong nhân dân, kể cả hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Đây là cơ sở để dự án hoàn thành theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu cấp bách về giảm tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông, giúp chỉnh trang, mở rộng không gian phát triển đô thị trong thời gian tới.